Theo đó, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Thaco đã trân trọng trao số tiền thưởng 2 tỷ đồng tặng đội tuyển bóng đá nam quốc gia, nhà tân vô địch giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2018. Cũng nhân dịp này, ông Trần Bá Dương cũng đã trân trọng trao số tiền thưởng 100.000 đô la cho ông Park Hang-seo. Tuy nhiên sau đó, ông Park Hang-seo đã dành hết số tiền thưởng này để làm từ thiện giúp người nghèo và phát triển bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng chia sẻ, ông trân trọng cảm ơn ông Đoàn Nguyên Đức đã mời ông đến Việt Nam làm việc để ông có thể góp một phần nhỏ của mình vào sự thành công cho đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay. Theo thông tin từ nhà sản xuất, khi bị phát hiện và yêu cầu dừng livestream, đối tượng còn tỏ thái độ thách thức và không hề có ý định dừng lại. Ngay sau đó, đại diện phía các nhà làm phim đã trình báo lên cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra. Hiện các bên có chức trách đã tìm ra thông tin cá nhân, bao gồm tên, số điện thoại và địa chỉ công tác của đối tượng vi phạm. Trong ngày 17 tháng 12, nhà sản xuất sẽ phối hợp với công an tiến hành thu thập thông tin để đưa ra kết luận, đồng thời tiến hành xử lý đúng quy định của pháp luật. Như quý vị và các bạn chứng kiến, hai tên trộm đi trên cùng một chiếc xe máy đến trước một nhà trọ ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Sau đó, tên bận áo bảo vệ xuống xe quan sát xung quanh. Hắn còn cẩn thận đến mức để dép ra để tránh sự phát hiện của mọi người. Được một lúc thấy an toàn, hắn đã bắt đầu tiếp cận chiếc xe dùng đoạn bẻ khóa. Tuy nhiên, hắn chưa thành công. Không hề bỏ cuộc, hắn tiếp tục quay lại và nhanh chóng dắt luôn cả chiếc xe tẩu thoát. Người trả lại tài sản cho nạn nhân là em Lưu Thị Nhật Loan, 13 tuổi, ngụ tại phường 3, thành phố Vĩnh Long, đang là học sinh lớp 7. Trước đó, trong lúc phụ giúp gia đình dọn bàn ghế trong chợ ở phường 3, thì em nhặt được một túi sách nữ, bên trong có 1 triệu 600 ngàn đồng. Ngay sau đó, em đã mang túi sách trên đến công an giao nộp để tìm người đánh rơi. Nhận được chiếc túi sách, lực lượng chức năng đã liên hệ và trao trả lại cho chị Phạm Ngọc Huyền, ngụ phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, người đã để quên tài sản. Sau khi nhận lại được tài sản bị mất, chị Huyền đã gửi lời cảm ơn đến em Loan. Nam thanh niên này, một tay vừa lái xe, một tay đang lây hoay bấm điện thoại, không chú ý quan sát nên đã đâm sầm vào xe máy phía trước. Vụ va chạm mạnh khiến cả thanh niên này và người ngồi sau xe máy cùng ngã văng xuống đường. Hành động thiếu ý thức khi tham gia giao thông của thanh niên này đã khiến nhiều người xem vô cùng bức xúc. Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy đường phố về sáng đang vắng lặng, hai tên trộm đi xe máy bỗng dưng dừng lại trước chiếc xe đang đậu bên lề đường. Lúc này, tên phía sau nhanh chóng bước xuống, tiến lại gần và leo lên xe nổ máy tẩu thoát. Thế nhưng, ngay lập tức, với sự nhanh nhẹn của mình, người phụ nữ này đã lao mình ra ngăn cản hai tên, khiến bọn chúng phải bó tay chịu thua, đành ngậm ngùi bỏ chạy. Khám xét nơi ở của Phương, lực lượng chức năng phát hiện một thùng cắt tông có chứa 3 hộp pháo hoa nặng khoảng 11kg, chưa qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Phương khai nhận số pháo trên mua từ một người quen tại Quảng Ngãi và tiêu thụ với giá 2,2 triệu đồng mỗi hộp. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phương về hành vi tàn trữ trái phép pháo. Điều đáng nói, test nhanh đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện Phương dương tính với ma túy đá. Đi mua sắm, đi ăn, đi chơi và đậu xe ngay trước cửa tiệm. Thậm chí có tiệm còn không có người trông coi. Không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên bất kỳ con đường nào tại Việt Nam. Hiện nay đa số các cửa hàng, quán xá thường không có nhà xe riêng mà hay tận dụng khoảng trống trước cửa tiệm, sát lề đường làm bãi xe. Điều này càng tạo điều kiện thuận lợi để đạo tặc lộng hành. Hàng loạt những vụ mất xe chỉ trong vòng vài giây đã xảy ra. Và khách hàng thường chỉ biết kêu trời vì không biết đòi bồi thường như thế nào. Có nhiều kiểu giữ xe tại quán, như có người bảo vệ và có thẻ xe, hoặc tự thỏa thuận miệng mà không có thẻ xe, hoặc thậm chí là một thẻ xe giữ cho nhiều xe. Vậy khi mất xe tại tiệm, trong những trường hợp này, ai là người chịu trách nhiệm? Những cái nơi mà kinh doanh buôn bán thì nếu như người ta không có những cái thông báo liên quan đến cái việc là người ta trông giữ những cái phương tiện của những cái người đến tham gia vào các hoạt động ăn uống cũng như là mua sắm, thì rõ ràng trong trường hợp này nếu như cái tài sản của cái người khách đến mà bị mất, cụ thể là những chiếc xe bị mất, thì trong trường hợp này là cái chủ của cái cơ sở kinh doanh đó sẽ phải tiến hành đền cái tài sản này cho cái những cái thực khách đó. Trong trường hợp cụ thể là cái chủ cái cơ sở người ta đưa ra một cái khuyến cáo là khách sẽ tự giữ tài sản, thì như vậy cái người khách sẽ có trách nhiệm trong cái việc trông giữ cái tài sản của mình.
Một điều đáng lưu ý là hiện nay có một số cửa tiệm treo bảng khách tự giữ xe. Nhiều khách hàng khi vào tiệm mua hàng lại ít khi lưu tâm và vô tư để xe ngay trước cửa mà không phòng bị. Thế nhưng thực tế, khi cửa tiệm treo những biển báo khách tự giữ xe như thế này, thì khách hàng phải tự bảo quản tài sản của chính mình. Để bảo đảm được cái quyền lợi của mình, thì cách tốt nhất, một cái người muốn nhu cầu mua sắm hoặc là ăn uống, thì người ta khi người ta đến cái quán, người ta phải biết quan sát để xem rằng cái quán này nó có những cái khuyến cáo liên quan đến cái việc là tự mình giữ xe hay là cái chủ quán sẽ có người phụ trách giữ xe. Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp mất cái tài sản thì điều đầu tiên là hai bên phải tiến hành thỏa thuận với nhau để định cái giá trị tài sản nó là được khoảng bao nhiêu tiền để hai bên có tiến hành đàm phán trong việc đền. Nếu như hai bên không tự thỏa thuận được với nhau thì cái người bị mất cái tài sản được quyền nộp đơn lên cơ quan tòa án để tiến hành nhờ tòa án giải quyết cái vấn đề bồi thường. Có nhiều trường hợp khi khách hàng mất xe, các cửa hàng liền viện lý do trốn tránh trách nhiệm để không phải bồi thường. Hơn nữa, khi mất xe, nhiều người thường mất bình tĩnh mà không chú ý đến những điều cần lưu ý để có thể được bồi thường tài sản. Chính vì thế, nếu chẳng may mất tài sản, người dân cần lưu ý thu thập chứng cứ để được bồi thường tài sản như sau: ở ngay tại hiện trường và báo cho cơ quan chức năng, thu thập lại thẻ giữ xe, camera an ninh của quán, của khu phố hoặc nhờ người làm chứng, lập biên bản thỏa thuận về mức bồi thường với chủ quán. Nếu thỏa thuận không thành hoặc chủ quán không chịu trách nhiệm, người dân có quyền khởi kiện ra tòa án. Trước đó, lực lượng chức năng đã bắt quả tang ông Nguyễn Mạnh Hà, 40 tuổi, trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, có hành vi vận chuyển hai cá thể chồn sống, chưa xác định được chủng loại. Qua làm việc, ông Hà khai nhận mình đã mua chúng từ nhà hàng Biển Rừng. Tiếp tục kiểm tra nhà hàng này, lực lượng chức năng đã phát hiện 51 cá thể động vật rừng sống, bao gồm 12 cá thể chồn, 9 cá thể rắn, 27 cá thể dúi, 3 cá thể rùa, chưa xác định được chủng loại. Tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số động vật trên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý chủ nhà hàng này theo quy định của pháp luật. Đối tượng bị bắt giữ là Tống Văn Bảo, 28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành. Trước đó, thấy chị Nguyễn Thị Út vừa đi vắng, Bảo đã trèo lên mái nhà sau của người này ở ấp Hòa Thọ, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành, rồi dùng dao và tua vít đâm thủng và cắt mái tôn, chui vào nhà, cậy tủ, lấy trộm 20 triệu đồng rồi tẩu thoát. Ngay sau đó, Bảo bị bắt giữ và đã thừa nhận hành vi đạo chích của mình. Được biết, Bảo là đối tượng nghiện ma túy, từng có một tiền sự, hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản. Cụ thể, do có quen biết nhau từ trước thông qua mạng xã hội, đối tượng Huỳnh Văn Thuận hỏi mượn xe gắn máy của người bạn này, sau đó bỏ trốn. Sau nhiều lần không liên lạc được với Thuận, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng để điều tra, làm rõ. Đối tượng bị bắt quả tang là ông Phạm Văn Hồng, 55 tuổi, đang tổ chức mua bán số đề cho một đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm 7 tờ giấy có ghi số lô đề, 2 điện thoại di động có tin nhắn số đề, 2 triệu 500 ngàn đồng cùng một số tang vật khác có liên quan. Khai nhận ban đầu, Phạm Văn Hồng đã mua bán số đề khoảng 1 tháng trở lại đây. Hiện vụ việc đang được điều tra xử lý. He is also heading to the semifinals. Làn da nâu bóng, mái tóc tém của Hồ Henie mang đến làn gió mới so với hình ảnh các cô gái Việt từng dự thi trước đó. Tại chung kết, đại diện Việt Nam được xướng tên vào top 5 bên cạnh các đại diện Puerto Rico, Philippines, Nam Phi và Venezuela. Dù dừng chân ở phần thi ứng xử, người đẹp Philippines đăng quang, nhưng Hồ Henie đáng tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại đấu trường nhan sắc Miss Universe. Có tên gọi là Temasek, giống lúa này có thể ngủ đông trong 2 tuần nếu bị ngập nước. Giống lúa có khả năng kháng nấm, kháng khuẩn và chịu được hạn hán, lũ lụt. Loại gạo này được tạo ra bằng công nghệ MAB, tức là thụ phân chéo. Những loại gen tạo ra đặc điểm mong muốn trong giống lúa có sẵn sẽ được cấy vào cây lúa mới. Giống lúa Temasek được lai tạo từ gạo thơm nhài cùng 5 loại gạo khác. Thân cây lúa Temasek ngắn hơn và cứng hơn so với giống lúa thông thường, giúp cây hạn chế đổ khi gió to. Cây cho ra 6 tấn gạo 1 hecta, gấp 3 đến 4 lần lúa thông thường. Sau 3,5 trồng thử nghiệm, hiện tại lúa Temasek đã được bán rộng rãi tại Singapore với giá gần 7 đô la Singapore, gần 120.000 đồng một ký.
Và bây giờ mời quý vị và bà con cùng chứng kiến một phát minh giúp trông coi bảo vệ vườn tược tự động 24/24 giờ, có tên gọi là Garden Space. Đây là một robot quản lý vườn thông minh được trang bị camera 360 độ và cảm biến chuyển động. Robot có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong khu vườn. Khi phát hiện động vật lạ, máy sẽ xua đuổi bằng vòi xịt. Hệ thống cảm biến hoạt động cả trong ban đêm. Nó còn cho phép máy nhận biết nhiệt độ đất, lượng nước cây cần để tự tưới tiêu. Máy hoạt động hoàn toàn bằng năng lượng mặt trời. Robot này có thể trông coi khu vườn rộng 30m². Hiện robot này đang gọi vốn sản xuất đại trà với giá dự kiến là $399, tức khoảng 9,2 triệu đồng một chiếc.